Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi chơi rừng một chuyến nhá. Rất nhiều điều thú vị. Anh em chúng tôi đang đi ở con đường mà nước nó chảy xuống thành thác luôn. Đường không phải là đường nữa mà là đi trên suối thôi. Các bạn nhìn này, xe bị mắc ở đây, không lên được. Bây giờ một thằng bê bánh. Đấy, họ đang đẩy xe đấy. Ba người mới cho cái xe lên được. Tôi đang đứng đây, không lên được, một mình không lên được. Yeah. Đây. Lấy xe của bà con để đây này. Xe bà con để đây nhưng mà đi lên rừng này, lên rừng lấy thảo quả. Đó. Đây. Đây là hướng dẫn viên du lịch của chúng tôi. Anh Vảng. Anh Vảng. Anh chuẩn bị ăn xúc xích. Anh rất là ngại khi đi trên đi này. Ở suối xa xa ở dưới kia là một dòng suối. Này mùa mưa nên suối to. Trời hơi mù nên là nhìn hơi khó. À, chú ý nhá. Suối nước to lắm. Sương mù đang dày. Ok. Đây là con đường chúng tôi sẽ chuẩn bị xuống đây. Đưa quá. Trời. Con cầu này mà ai mà yếu tim là chắc không dám đi. Từ trên mặt cầu xuống đến mặt nước phải đến 20 mét, sâu 20 mét. Và cầu được làm từ những thanh gỗ lấy từ rừng, lấy luôn là làm luôn đây. Đó, rất là kinh khủng. Nhìn dưới suối chảy xiết. Ok. Này bước phải cái thanh gỗ nào mà bị bị mọt nó giật mình lắm đây. Ok. Tôi sắp sang đến đầu cầu bên kia, bên này rồi. Trời. Ôi. Hành trình. Cho bạn quay lại. Từ đầu cầu bên này sang đầu cầu bên kia phải đến hơn 30 mét. Đây là một loại quả dại. Hồi nhỏ mình gọi nó là quả đại đường. Bên trong nó ngọt lắm, ăn ngọt lắm. Cái này gọi. Mình gọi. Anh ăn thử nào. Ngon lắm. Ngon lắm. Ngọt phải không? Yeah. Ngọt lắm rồi.
Mình gọi nó là quả đại đường, hồi nhỏ hay ăn lắm. Mời các bạn nhá. Đang khát nước mà vớ quả này thì tuyệt vời luôn các bạn ạ. Cây thân gỗ cao á. Đó. Các quả nó đây này. Đây không phải là quả vải mà là quả vả. Ngọt không? Quả vả. Ừ. Không. Phải quay nút máy ăn cơ. Ừ. Vừa dưới kia em thấy nó lên dây nhiều đấy. Nó nhanh ngái mẹ. Nó nhanh nhái. Không được không đấy? Quả này nó giống quả vả nhưng mà nó không mọc mọc ở trên cây, nó lại mọc ở dưới tán rừng, dưới đất. Nhưng mà cho các bạn xem này, đây này quả nó đây này, đây là hoa này, nó đây rất nhiều này các bạn này, rồi thơm nhỉ. Đến nó nhánh ấy, đi dưới đất chứ không leo lên cành mọc quả như là những cây bình thường. Đây, nhìn bên trong rồi. Hạt này có những hạt nhỏ này. Đó, các bạn nhìn có kỹ nhá. Ok. Đó. Ngon không? Thơm á. Thơm à? Thơm. Đi đi. Tìm thấy cây vả quả to hơn nhiều. Vừa nãy nó mọc dưới đất đây, bây giờ nó mọc trên cây các quý vị ạ. Đấy, đẹp thế. À, nó vẫn mọc dưới đất đây này. Thơm lắm, mùi như dâu tây ấy. Tuyệt vời. Đúng là mùi như dâu tây thật. Anh đang quay anh à? Ừ, anh đang quay anh mà. Ngon đấy. Ngon. Các bạn xem này. Úi dồi ôi. Đó. Anh quay cho em một cái clip thôi. Tuyệt vời.
như đang tự sướng ấy. Nhìn như đang tự sướng ấy. Đang nhóm bếp nướng thịt hổ. Là món thịt hổ gác bếp. Cây này có thể ăn được này. Ngon đó. Ngon đó.